Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuần mới của 12 con giáp Từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022 Hy vọng với những thông tin hữu ích chúng tôi cung cấp Có thể sẽ giúp cho các bạn có được những trải nghiệm Và thay đổi vận trình của mình được tốt hơn Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong tuần mới đang có điểm báo gặp hung vận khá lớn, cái điều này ảnh hưởng không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong tuần. Tuần mới này Công việc của bạn tuổi tí tưởng chừng như là đang thuận lợi, suôn xỉa, nhưng tới phút cuối lại không được như ý muốn, trục trặc xảy ra, khiến cho bạn phải mất nhiều thời gian và công sức để khắc phục sự cố, cũng như là để tiếp tục hoàn thành đúng tín độ. Với bạn tuổi tí trong tuần mới này, phải đợi cho tới cuối tuần thì mới có được ấn quan trợ mệnh giúp cho vận trình của bạn dần được khởi sắc hơn, khó khăn dần được tháo gỡ, hiệu suất được cải thiện. Do đó, nếu như bạn có công việc gì quan trọng thì nên đợi tới cuối tuần rồi hạng tiến hành để hạn chế những hung tinh và có được cáp tinh trợ mệnh. Và trong tuần mới này với bạn tuổi Tý đang gặp sao dịch mạ chiếu mệnh, điều này làm cho bạn phải di chuyển khá chi là nhiều vất vả về công việc. Có điều, công sức mà bạn bỏ ra thì mới có được thành quả thu về, đó là điều dĩ nhiên. Và với bạn tuổi tí, bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi bạn cứ làm hết sức mình thì chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng với bạn mà thôi. Quan về phương diện tài lộc của bạn tuổi tí trong tuần mới này, cũng khá bấp bênh. Đầu tuần bạn gặp được thực thần chia chở, cái điều này sẽ giúp cho bạn có được những nguồn thu dồi dào hơn. Nhưng khi gặp phải hung tinh là kiếp tài chiếu mệnh, làm cho bạn lại có dấu hiệu, có nguy cơ, mất tiền hao của cũng khá lớn. Bản mệnh cũng nên có một khoản tiền tiết kiệm để đề phòng cho những lúc bất trắc có thể xảy ra nữa nhé. từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được sao cát tinh là Thái Dương chiếu mệnh mang đến cho bạn có được nhiều sự may mắn. Với bạn tuổi Sửu có được cát khí vượng, cái điều này sẽ giúp cho bạn có thể sẽ gặp được vận quý nhân trợ giúp cho bạn khá nhiều trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày và bạn tuổi sửu bạn đừng có từ chối sự giúp đỡ của quý nhân người ấy có khả năng cao sẽ là nam giới nữa và trong tuần mới này với bạn tuổi sửu lại đang gặp được ấn quan trợ mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn hoàn thành và có thể giải quyết được ổn thỏa những nhiệm vụ được giao phó dù công việc có khó khăn đến đâu đi chăng nữa và đó là nhờ vào ý chí quyết tâm cao độ của bạn tuổi sửu cho nên sẽ đạt được mục tiêu đề ra đương nhiên á trong quá trình đó không thể tránh được những khó khăn bởi làm gì có con đường đi đến thành công nào trải đầy hoa hồng nhưng bản mệnh đều có thể vượt qua được tất thải nữa nhé. Tuần này với bạn tuổi sửu, con đường tài lộc của bạn cũng khá vượng với bạn đang có được chính tài và thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có được nguồn thu nhập chính lẫn thu nhập phụ đều gia tăng. Thêm nữa, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán sẽ gặp được nhiều điều kiện thuận lợi. Chuyện kinh doanh buôn bán được thuận buồm xuôi gió khi bạn có thêm được thực thần chiếu mệnh tạo cho bạn có được nhiều cơ hội thu về tài lộc đầy tay nữa nhé cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này cũng đang có được sự bình ổn, gia đạo an in với những mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng được giảm đi trong thấy. Tuy nhiên, hai bạn vẫn cần phải đề phòng có người thứ ba xuất hiện gây sóng gió thị phi. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì có được vận đào hoa khởi sắc vào thời điểm cuối tuần. Bạn nên tranh thủ ra ngoài để mở rộng các mối quan hệ xã giao và rất có lợi cho bạn sẽ có được nhiều cơ hội tốt cho mình nữa nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần, từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022 xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn đang trải qua một tuần hung cát đan xiên sự xuất hiện của thái tuế là hung tinh cho thấy có thể vì yêu cầu công việc cho nên bạn mệnh tuổi dần phải đi công tác xa hay là phải đi lại nhiều ở ngoài đường cho nên bạn cũng cần phải thận trọng và giữ gìn an toàn cho bản thân mình tránh đi một mình đến nơi xa lạ vắng vẻ hay là đêm khuya đề phòng bất trắc đảm bảo an toàn cho bản thân mình là trên hết nhé Quan về phương diện công việc của bạn tuổi dần trong tuần mới này, công việc của bạn vào đầu tuần khá vất vả, khiến cho bạn đôi lúc cảm thấy nạn lòng và muốn buông xuôi nữa. Tuy nhiên, nếu như bạn vượt qua được thì sẽ có được nhiều cơ hội để gặt hái được thành công vào thời điểm cuối tuần khi mà bạn gặp được thiên ấn sẽ hoàn trả lại cho bạn những gì xứng đáng nhất và với bạn tuổi dần đầu tuần bạn đang có được chính tài nâng đỡ điều này cho thấy bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính mặc dù có lốc tiền bạc hết rồi lại có duy chỉ có ở thời điểm giữa tuần số tiền bạc chi ra quá lớn chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới túi tiền của bạn do vậy bạn cũng cần phải quản lý về chi tiêu sao cho hợp lý Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong tuần mới này đang có được sự bình ổn, không có biến động lớn. Đôi lứa yêu nhau sẽ khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, cãi vã, nhưng mọi chuyện rồi sẽ đau vào đó. Đối với những bạn đang còn độc thân vẫn đang mãi đam mê phấn đấu vì công việc, sự nghiệp, cho nên tạm thời không quá sốt sáng với chuyện yêu đương nữa nhé. từ vi tuần mới của bạn tuổi mão từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022 xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang có được báo hiệu bạn trải qua một tuần rất vượng vận về đào hoa khi bạn đã gặp được sao bách việt chiếu mệnh mang tới cho bạn mệnh có được những tin vui về con đường tình cảm đôi lứa bên nhau cũng tính thấy chuyện về chung một nhà nữa rồi Đối với những bạn đang còn độc thân, tuần này cũng có được nhiều cơ hội tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn không cần phải đi quá xa, chỉ cần bạn mở rộng lòng mình thì sẽ thấy tình yêu ở ngay bên cạnh mình mà thôi. Và tuần mới này với bạn tự mão có vẻ như cái chuyện tình cảm của bạn đã chiếm gần hết tâm trí của bạn. Cho nên, bạn mệnh đang không mấy tập trung vào công việc của mình. Thương quan chiếu mệnh gây ra nhiều chuyện làm cho bạn phải phân tâm, khiến cho bạn không đủ tinh thần tập trung vào công việc mà mình đang làm. Bạn nên cố gắng sắp xếp thời gian và công việc sao cho hợp lý hơn, kéo lại mắc phải nhiều sai sót không đáng có bạn tuổi mão nhé. May mắn là cho đến cuối tuần với bạn tuổi mão lại đang gặp được chính ấn chưa chở cùng với thiên ấn nâng đỡ cho nên công việc của bạn mệnh cũng dần dần khá lên với những mâu thuẫn rắc rối trước đó dần được tháo gỡ gỡ bỏ bản mệnh cũng tạo được ấn tượng tốt với lãnh đạo cấp trên nhờ vào khả năng xoay sở tình huống của mình nữa lại thêm trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi mão cũng đang gặp được thiên tài chiếu mệnh ngay từ đầu tuần mang tới cho bạn có được nhiều cơ hội để kiếm tiền Đối với những bạn làm công an lương có thể sẽ nhận thêm công việc từ bên ngoài để gia tăng thu nhập cho mình. Người kinh doanh buôn bán cũng có thêm được nhiều mối buôn bán đáng kể nhẹ nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Thìn từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022. Với bà tuổi thìn bước sang tuần mới này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang bị thiên cẩu là hung tinh điêu bám, làm cho bạn dễ phạm phải tiểu nhân quấy phá. Dù bản thân bạn đã nỗ lực, cố gắng đến đâu vẫn bị soi mối và chỉ trích. Trong các mối quan hệ xã giao của bà tuổi thìn tuần mới này đang thiếu đi sự hài hòa, đồng nghiệp, thiếu trách nhiệm cho nên đùn đẩy sang cho bạn và điều đó khiến cho hình ảnh của bạn trở nên xấu đi trong mắt lãnh đạo nữa trong công việc của bạn tuổi thìn tuần mới này lúc tốt lúc xấu nhưng nếu như bạn có kế hoạch gì quan trọng thì nên tiến hành sớm vào thời điểm đầu tuần để đốn cát khí từ chính ấn trợ mệnh sẽ giúp cho công việc của bạn trở nên tốt hơn bạn trở nên chậm trễ bởi thời điểm cuối tuần khi bạn gặp thương quan án ngữ cái điều này sẽ gây ra cho bạn không ít bất lợi công việc khó bề hoàn thành đúng như dự kiến được nhé bù lại vận trình tuần mới này với bạn tuổi thìn dường như bạn đang rất được yêu ái khi con đường tài lộc của bạn cả có được chính tài và thiên tài cùng xuất hiện báo hiệu cho bạn có được nguồn thu nhập chính lẫn thu nhập phụ đều đang trên đà tăng tín thần tài gõ cửa tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về túi bán mạnh tuổi thìn cũng cần phải làm tốt việc quản lý về tài chính của mình tránh việc thất thoát không đáng có nhé còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng khá bình ổn. Bạn vô cùng hạnh phúc vì luôn được người ấy quan tâm và chăm sóc tận tình. Tình cảm giữa hai người lớn dần lên theo năm tháng, cùng nhau cố gắng để xây dựng hạnh phúc với tổ ấm của mình nữa rồi. Từ vi tuần mới của bạn tuổi tỵ từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được sao Thiên Đức là quý nhân phù trợ sẽ giúp cho vận trình của bạn trong tuần này có được nhiều tin vui về con đường công danh, sự nghiệp. Bạn tuổi Tỵ đang có được báo hiệu có sự thăng quan tiến chức rõ ràng. Và nếu như bạn tuổi tỵ có thể tiếp tục duy trì được phong độ làm việc hiệu quả cao, phát huy được năng lực của mình một cách tốt hơn, thì bản mệnh sẽ sớm có thể đạt được vị trí cao hơn trong công việc của mình nữa. Tuy nhiên, trong tuần mới này với bà thủ tỷ, bạn cũng đang có điểm báo thái độ kiêu ngạo, ngủ quên trên 9 tháng do thương quan gây ra có thể khiến cho bạn đánh mất đi lợi thế thuộc về mình. Với bà thủ tỷ, có thể phủ nhận hết những thành quả mà mình đang có được. Do đó, bạn cần phải cẩn trọng hơn trong cách nói năng, nếu không sẽ đắc tội với người khác, chịu những rắc rối không đáng có xảy đến với mình. Trong tuần mới này, với bạn tuổi tỵ do có được chính tài và thực thần chiếu mệnh, cái điều này cho thấy đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán sẽ nhận được những khoản lợi nhuận khả quan, cũng có niềm tin cho bạn. Còn đối với những bạn làm công ăn lương, cũng dễ dàng có được cơ hội để thể hiện bản thân mình, nhận được sự khiên thưởng của lãnh đạo và cơ hội tăng lương cũng khá lớn cho bạn nữa. Tuy nhiên, điểm báo tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi tỵ đang gặp phải những vấn đề khó khăn trong chuyện tình cảm. Bạn không biết phải quyết định như thế nào khi thực sự ở trong lòng vẫn chưa sẵn sàng để đi tiếp chặng đường ở phía trước trong chuyện tình cảm nhé. Từ vi tuần mới của bạn Tử Ngọ từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ đang có điểm báo tuần này bạn gặp hung vận lấn át cát vận làm cho bạn trải qua một tuần gặp nhiều sóng gió ập đến. Con đường công danh sự nghiệp của bạn có phần kiếm được xuân xỉa khi bạn đang để cho cảm xúc lấn át dễ hành động một cách bốc đồng mà để cho vụt mất cơ hội phát triển bản thân mình nữa nhé. Thêm nữa, trong vận trình tuần mới này với bạn tử ngọ lại đang gặp thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn sẽ có những kẻ tiểu nhân ganh ăn tức ở có ý định phá hoại công việc của bạn. Với bạn tuổi ngọ, chỉ cần bạn thiếu cảnh giác là sẽ rất dễ bị lừa gạt. Bạn mệnh cần phải chú ý làm việc cẩn trọng hơn để không tạo điều kiện cho những kẻ xấu lừa đảo lợi dụng mình. Bù lại, về tài vận của bạn tử ngọ trong tuần mới này lại đang khá vượng, nhà bạn đang có được nhiều cá tinh chia chở, cái chuyện kinh doanh buôn bán với bạn được thuận buồm xuôi gió. Đối với những bạn làm ở văn phòng vẫn giữ được thu nhập ổn định. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối tuần, bạn mạnh nên cẩn trọng trong các quyết định về tài chính, kẹo kiếp tài chiếu mệnh, chia mở mắt bạn dẫn đến những sai lầm, hao tài tốn của nhé còn về phương diện tình cảm của bạn Tử ngọa trong tuần mới này cái chuyện tình cảm của bạn cũng không được máy suôn xỉa. đôi lứa nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn do bất đồng quan điểm cả hai đều có sự nóng nảy chia mở đôi mắt khăng khăng bảo vệ quan điểm của bản thân mình chẳng ai chịu nhường nhịn ai và cảm thông cho ai cả từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022 xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang có được cát tinh trợ mệnh cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn tiến triển cực kỳ là thuận lợi con đường công danh sự nghiệp của bạn khá thuận lợi hanh thông tất cả là nhờ quý nhân không ngừng thúc đẩy tạo điều kiện cho bạn thể hiện năng lực vượt trội của mình nữa Chẳng những vậy, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi mùi, bạn còn nhận được cát khí từ ấn quan trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho mọi công việc của bạn tiến triển được trơn tru, suôn sẻ, không hề có trở ngại nào quá lớn. Bạn mệnh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng đối với năng lực xuất chúng của bản thân mình. Tuy nhiên, bạn tuổi mùi cũng cần phải đề phòng họa tiểu nhân là thiên quan án ngữ phá hoại bất cứ lúc nào nữa nhé. Tài vận của bạn tuổi mùi trong tuần mới này có được sự khởi sắc vào thời điểm giữa tuần, thiên tài che chở giúp cho bạn tìm được những thời cơ có thể kiếm tiền và phát triển tài lộc. Đối với những bạn làm công an lương, có thể sẽ nhận thêm công việc bên ngoài để gia tăng thu nhập cho bản thân. Người kinh doanh, buôn bán cũng có thêm được những mối buôn bán mới đáng kể nữa. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong tuần mới này, cũng khá sáng sủa, tuy chưa có nhiều tiến triển rõ rệt, nhưng mối quan hệ của bạn được bình ổn đã là một tín hiệu đáng mừng cho thấy ngày chung đôi hạnh phúc không còn xa với bạn nữa. Dường như người ấy luôn muốn dành cho bạn tất cả những gì tốt đẹp nhất và bạn tự mùi cũng muốn người ấy có thể mỉm cười mỗi ngày, cả hai cùng nâng niu và trân trọng tình cảm dành tặng cho nhau nữa rồi. từ vi tuần mới của bạn tuổi thân từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022 xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn đang gặp đại hao lỡ hung tinh chiếu mệnh điều này làm cho vận trình tài lộc của bạn gặp nhiều trở ngại bạn mệnh nên thận trọng với những quyết định về tài chính của mình trở nên tùy tiện đổ tiền vào đầu tư vào những lĩnh vực mới chưa hề tìm hiểu kỹ khả năng thất bại là rất cao đặc biệt là ngay đầu tuần với bạn tuổi thân đang gặp kiếp tài án ngữ cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn rất dễ bị đổ bể tiền bạc bị tổn hao đụng độ với những chiêu trò cạnh tranh thiếu lành mạnh của đối thủ khiến cho bạn gặp khó khăn chồng chất khó khăn bộ tiền bộ sức nhưng không thu lại được là bao nhiêu tuy nhiên công việc của bạn tuổi thân trong tuần mới này lại đang có được những dấu hiệu phát triển tốt đẹp khi bạn đang gặp được chính ấn chưa chở, quý nhân giúp đỡ cho bạn có được những cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình. Với bạn tuổi thân trong tuần mới này lại đang gặp thiên quan án ngữ làm cho bạn cũng gặp họa tiểu nhân rình rập, bạn mạnh cũng cần phải chú ý làm việc thận trọng để không tạo điều kiện cho những kẻ xấu đơm đặt nói xấu có cơ hội để hãm hại mình. Cái chuyện tình cảm của bà tuổi thân trong tuần mới này, con đường tình duyên của bạn lại đang có dấu hiệu thăng trầm bất định. Mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đủ vững chắc, cho nên khi đối mặt với dòng gió cuộc đời, rạn nứt là điều khó có thể tránh khỏi. Và để tình cảm được bền chặt hơn, cả hai bạn, bạn và người ấy đều cần phải học cách bao dung, nhường nhịn đối phương, chứ không phải là sự cố chấp, bảo vệ cái tôi của mình bạn tuổi Than nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang phải chịu tác động của tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh làm cho bạn cần phải đề phòng, có điểm báo, hao tài, tốn của, luôn cần phải cảnh giác kéo lại bị kẻ xấu lợi dụng lấy tiền bạc của mình phục vụ cho mục đích cá nhân. Và tuần này nếu như ai đó có hội bạn vay mượn về tiền bạc thì bạn cần phải cân cân nhắc cho kỹ càng trước khi cho vay tránh tình trạng tiền một đi không trở lại mà tình cảm cũng sứt mẻ nữa nhé. Trong tuần mới này với bạn tuổi giàu lại đang gặp tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này nhắc nhở bạn chớ nên quá tự tin, cứng nhắc mà bê đá đập chân mình. Đó là chính kín của riêng bạn nhưng đang có phần cố chấp khi không chịu lắng nghe lời khuyên của mọi người, mọi chuyện trong cuộc sống cũng như là trong công việc, bạn nên linh hoạt sẽ tốt hơn. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi dậu trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo lên xuống thất thường, dù có điểm khởi sắc nhưng không quá nhiều khiến cho bạn khá sốt ruột đối với những bạn đang còn độc thân cũng có cơ hội để thoát khỏi được kiếp cô đơn nhưng nếu như bạn không biết nắm bắt thì mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ nhé. Đối với các cặp đôi á, bạn không khỏi thất vọng khi thấy những biểu hiện lạ của nửa kia trong khoảng thời gian gần đây mà đối phương cũng không có ý định để giải thích cho bạn bất cứ điều gì. Người ở bên mình đã lâu nhưng trái tim lại chẳng hướng về mình. Bạn cứ ngỡ mình có thể dùng tình yêu để thay đổi được nhưng cuối cùng chỉ là công giả tràng mà thôi. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang có điểm báo phải trải qua một tuần có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn khiến cho bạn tuổi tuất phải khá chật vật khi tìm cách để xoay sở tình hình sao cho được thuận lợi hơn Ngụ quỷ hung tinh chiếu mệnh làm cho bạn đang có điểm báo kẻ tiểu nhân có thể khiến cho công việc của bạn mệnh không được suôn sẻ thuận lợi dù bạn đã cố gắng và nỗ lực rất chi là nhiều và với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đừng quá lo lắng khi bạn đang có được ấn quan trợ lực sẽ giúp đỡ cho bạn giải quyết những vấn đề khó khăn, nan giải mà bạn đang gặp phải. Cho nên, dù có phần tổn thất, nhưng cũng không đến mức quá nặng nề. Nếu như bạn mệnh tuổi Tuất, thực sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi những gì mình đã định, thì hoàn toàn có thể lật ngược được thế cờ và giành lấy cho bản thân có được những cơ hội để phát triển tốt hơn cho tương lai của mình. Và một tin mừng dành cho bạn tuổi tuất trong tuần mới này nữa là, đó là về vận trình tài lộc của bạn có được nhiều khởi sắc cả thu nhập chính lẫn thu nhập phụ đều gia tăng một cách rõ rệt. Bạn mệnh có được những vận may để kiếm tiền. Đối với những bạn làm công ăn lương cũng có thêm được nghề tay trái để gia tăng thu nhập cho mình. Đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán cũng có được ngày phát tài phát lộc. Hàng hóa bán chạy như tôm tươi nhờ đánh đúng thị hiếu của khách hàng nữa nhé. Hơn nữa, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tuất trong tuần mới này cũng lên như diều gặp gió nhờ có được cát tinh trợ mệnh. Đối với những bạn đang còn độc thân, có được vượng vận về đào hoa, có nhiều vệ tinh vây quanh, bạn cũng cần phải mở rộng trái tim mình trao cho đối phương và cũng là trao cho mình cơ hội để nắm lấy hạnh phúc của đời mình bạn tuổi tốt nhé. từ vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022 xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là ngay từ đầu tuần với bạn tuổi Hợi đã gặp thương quan án ngữ điều này làm cho bạn tuổi Hợi đang để cho đầu óc của mình treo ngược cành cây không được tập trung vào công việc cho nên dễ không theo kịp được tín độ đề ra từ trước đó cũng có thể sẽ mắc phải những sai lầm không đáng có nữa. Và tuần mới này với bà tuổi hợi, dù may mắn bạn đang có được sao thái âm chiếu mệnh, cho thấy bạn sẽ gặp được vận quý nhân giúp sức, hỗ trợ khá lớn cho bạn. Nhưng nếu như chính bản thân của bạn không có sự cố gắng và nỗ lực thì khó lòng có được thành công. Bạn tuổi hợi nên sớm giải quyết các vấn đề cá nhân, tránh để cho chúng ảnh hưởng tới công việc của mình nhé. Chẳng những vậy, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp kíp tài chiếu mệnh. Cái điều này còn khiến cho tài khí của bạn khó bề tích tụ, tiền bạc tiêu tán do bạn mệnh cả nể, mù quáng tin vào lời của người không đáng tin. Và nếu như bạn không nhanh chóng tỉnh ngộ lại thì họa phá tài phá lộc sẽ còn lớn hơn nữa về vận trình tình cảm của bà tuổi hợi trong tuần mới này cũng đang có điểm báo gặp nhiều bất ổn, đôi lứa khó tránh khỏi chuyện, tranh cãi, bất đồng ý kiến với nhau. Mâu thuận càng ngày càng gia tăng, với bà tuổi hợi lại có suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, kiếm về đường ăn nói cho nên không biết phải giải thích như thế nào để bày tỏ tình cảm ra làm sao để giải quyết những vấn đề hiện tại mà bạn đang gặp phải nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại